Kính thưa quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Nguyễn Hợp. Hôm nay thì Nguyễn Hợp lại tiếp tục chia sẻ và giới thiệu gửi tới quý vị và các bạn về những cái tác phẩm mai vàng Yên Tử, mai vàng đất Phật của quê hương Quảng Ninh chúng em. Hôm nay thì Nguyễn Hợp lại tiếp tục đi chia sẻ gửi tới quý vị và các bạn một nhà vườn mà chuyên về mai vàng Yên Tử đấy ạ. Đây là một tác phẩm nghệ thuật về mai vàng Yên Tử đấy ạ. Cây này thì phải có tuổi đời phải vài trăm năm rồi quý vị và các bạn ạ. Một cái tác phẩm về mai vàng Yên Tử rất là đẹp lung linh nha quý vị và các bạn. Cái này thì độc lạ. Ở phía sau đây thì tôi còn nhìn thấy nhà vườn còn tạo tác một cái đuôi hay là một cái cây tử. Bây giờ thì Nguyễn Hợp sẽ quay một vòng để cho quý vị và các bạn thưởng lãm. Cái này thì có những đường cong rất là lắc léo quý vị, rất là đẹp nhá. Giờ mà được một cái tác phẩm nghệ thuật mà to khủng như thế này thì mà được đẹp thế này thì rất là ít nha quý vị và các bạn. Các tay cành thì đã được nhà vườn chỉnh sửa rất là nhiều lần đấy ạ. Cái này thì thành phẩm rồi, đạt đến tỷ lệ là đến 75% rồi quý vị và các bạn ạ. Để mà sở hữu được một cái tác phẩm mai vàng Yên Tử mà đẹp như thế này thì là rất là nhiều người là muốn được sở hữu, vì cái thì tác phẩm mai vàng này nó mang rất là nhiều cái ý nghĩa của quê hương chúng tôi. Mai vàng đất Phật mà, mai vàng đất Phật. Nói đến Yên Tử thì ở Quảng Ninh thì quý vị và các bạn thì chắc cũng đã biết rồi, nhưng mà nói về mai vàng Yên Tử thì có những là anh chị là đam mê cây cảnh nghệ thuật trên toàn quốc là cũng ít nghe đến vậy. Em cũng xin giới thiệu đôi chút về mai vàng Yên Tử. Mai vàng Yên Tử ở Quảng Ninh này thì được xuất xứ từ dãy núi Yên Tử thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Cây hoa này thì là Tết vừa rồi thì nhà vườn cũng để hoa rồi nha quý vị và các bạn. Hoa thì dày, hoa không trêu đâu được. Bên cạnh này thì cũng có rất là nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp về mai vàng Yên Tử đấy. Này gốc thì toàn những hàng độc lạ thôi quý vị và các bạn, toàn hàng độc lạ thôi. Chăm sóc được một cái cây đẹp, một cái tác phẩm đẹp để mà chúng ta trong mỗi khi Tết đến xuân về mà có một cành đào hoặc một cành mai để quý vị và các bạn mang về trưng để chơi Tết thì rất là khó. Mà hơn thế nữa là được những cái tác phẩm nghệ thuật về mai vàng Yên Tử này thì càng khó hơn quý vị và các bạn. Trong chục năm trở về đây thì mai vàng Yên Tử ở Quảng Ninh rất là lên ngôi ạ. Những cái tác phẩm nghệ thuật như thế này thì có giá trị kinh tế rất là cao cho quý vị và các bạn. Tiếp theo lại là một tác phẩm nghệ thuật nữa đây quý vị và các bạn. Độc lạ chưa? Đây được cái bộ rễ bộ đế này quý vị. Được bộ rễ bộ đế này đúng là trên cả tuyệt vời. Cái này có bộ đế như là cái thân uốn lượn đẹp thật ý. Quá đẹp luôn. Được những cái đường cong đúng là đáng bát gạo đồng tiền. Đúng là được cái đường cong này quý vị, đúng đáng bát gạo đồng tiền.
Nhìn trườn ra mà trông như một cái dã man. Đây phía xa xa kia thì Nguyễn Hợp có nhìn thấy một cái tác phẩm có những bộ rễ đế, bộ bệ rất là đẹp. Bây giờ Nguyễn Hợp sẽ quay gửi tới quý vị và các bạn thưởng lãm. Đây những cái tác phẩm này có gần như là mình quan sát thấy nhà vườn thì chắc là những là sưu tầm những hàng tuyển đây. Chắc những hàng tuyển chọn. Đây, quý vị và các bạn thấy chắc là sưu tầm toàn hàng tuyển chọn về thôi. Tác phẩm nào tác phẩm đấy là đáng bát gạo đồng tiền. Đẹp dã man luôn, đúng rồi, đáng bát gạo đồng tiền nhỉ. Đây là một tác phẩm dáng bay đấy ạ. Dáng bay này thì hoàn toàn tự nhiên nhé, có những đường cong nắc néo rất là mỹ miều, trông như gái 16 tuổi đấy. Các bạn nào đam mê về mai vàng yên tử ấy thì cứ alo cho Nguyễn Hợp hoặc là alo cho chủ vườn, mình có thể đến giao lưu học hỏi kinh nghiệm, và mình có thể ưng một tác phẩm nào đó thì mình có thể là giao lưu. Cái dáng bay này gần như ít có lắm quý vị và các bạn, hàng chục nhà vườn thì mới hơn chục nhà vườn may ra thì có một cái tác phẩm dáng bay. Được cái sở hữu tác phẩm dáng bay này là cũng cả một vấn đề. Thì qua đây là Nguyễn Hợp rất là mong quý anh chị đam mê về mai vàng yên tử hay là đam mê cây cảnh nghệ thuật trên toàn quốc thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ giúp Nguyễn Hợp để Nguyễn Hợp có nhiều động lực để đi quay review gửi tới quý vị và các bạn về nhiều cái tác phẩm nghệ thuật mai vàng hơn nữa, và cũng là quảng bá về mai vàng yên tử ở Quảng Ninh. Và cũng Nguyễn Hợp làm về mai vàng yên tử và làm về các cái cuộc triển lãm về cây cảnh hay là các nhà vườn về xanh si, tóm lại là về cây cảnh nghệ thuật. Rất là mong quý vị khán giả mà xem được video hãy đăng ký kênh và chia sẻ giúp Nguyễn Hợp Vlog để Nguyễn Hợp Vlog có nhiều động lực quay để review gửi tới quý vị và các bạn nhiều tác phẩm đẹp hơn nữa. Hai cái tác phẩm nghệ thuật này có bác nào đại gia này, bác nào đại gia này về nhấc hộ nhà vườn em cái. Chứ hai cái tác phẩm này quá cực kỳ là xuất sắc luôn đấy ạ. Rất là nhiều đại gia đến hỏi để giao lưu rồi nhưng mà vẫn chưa ngã ngũ được. Vì là nó, nhà vườn vẫn đang là còn yêu thích lắm. Thế này rất là nhiều đại gia ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội về là ngỏ ý muốn giao lưu lắm nhưng mà nhà vườn là vẫn chưa có định giao lưu. Đến bây giờ mới có ý định là giao lưu gọi là để học hỏi kinh nghiệm thôi nhá. Chứ còn em không tiện báo giá ở trên này. Em không tiện báo giá ở trên này đâu. Bởi những cái cây có giá trị kinh tế cao thế này là bọn em không bao giờ báo giá. Thế có anh chị nào mà đam mê thật sự thì hãy liên lạc qua số điện thoại để em ghim ở trên màn hình đấy ạ. Em ghim ở trên màn hình ấy. Chứ còn những cái tác phẩm đáng bát gạo đồng tiền là bọn em không bao giờ báo giá. Nhìn hai cái tác phẩm này mê luôn. Cây ở bên phải quý vị và các bạn kia thì có thoát thân khoảng tầm 1,5 m nhá. Chiều cao tổng thể rơi vào khoảng tầm trên 4 m một tí. Tán ngang khoảng tầm 2,3 m. Còn tác phẩm ở bên trái quý vị và các bạn đang xem trên màn hình nhỏ đây thì cũng thoát thân khoảng tầm 1,5 m.
chiều cao cũng hơn 4 mét ấy, hai cây sàn sàn lên nhau, vanh thì khoảng 100 đến 101, vanh thì rơi khoảng tầm 100 đến 101. Bác nào đại gia và làm hai cái tác phẩm này về trồng hai bên cổng nhà thì thôi xong, hai bên cổng, hay là một tác phẩm một bên cũng được.